quá căng thẳng, bị mệt hoặc là những cái thời tiết hanh khô thì mình có thể sử dụng nhiều hơn và mình sử dụng trên cái lớp kem dưỡng ẩm. Thì đối với dòng sản phẩm này, nó sẽ tùy thuộc vào tình trạng da của mình xài và mình sẽ có sự cảm nhận và điều chỉnh cho phù hợp. Thì những cái thông tin chi tiết hơn về